Thực ra nó là cái xe hủ tiếu, mình hay dùng từ gánh hủ tiếu. Nuôi sống cả gia đình mình, sống xe hủ tiếu để mà bán và nuôi 8 anh chị em mình. 8 anh chị em? 8 anh chị em. Em mang cái gì đến vậy Sơn? Đây là món thứ hai của em ấy, trong cái cụm lửa thử vàng. Thì đây là món thử. Hay vậy ta? Thật ra lúc nãy anh Khang, lẽ ra là em chưa đưa đũa cho anh Sang ăn đâu, mà em chỉ đưa thìa cho anh Sang thôi. Nhưng mà anh Khang đưa, nhưng mà bây giờ em vẫn đưa thêm một cái đôi đũa này. Đôi đũa này có gì đặc biệt ta? Nó có ý của nó đấy nha. Bạn đoán xem trong cuộc đời của bạn nó có điều gì liên quan đến ẩm thực không? Đáp án của chúng tôi xin mời bạn theo dõi. Đó, đó là xe gì à? Hủ tiếu. Xe hủ tiếu. Xe hủ tiếu đúng không? Xe hủ tiếu. Mỗi lần nhìn xe hủ tiếu thì Sang lại nhớ đến cuộc sống gia đình mình trước đây. Thực ra nó là cái xe hủ tiếu, mình hay dùng từ gánh hủ tiếu. Nuôi sống cả gia đình mình. Từ thời điểm còn rất mình cũng rất nhỏ. Là ba mẹ là cũng sống xe hủ tiếu để mà bán và nuôi 8 anh chị em mình. 8 anh chị em? 8 anh chị em. Bạn là con thứ mấy? Mình là con út trong nhà. Trời ơi, đói lo út chịu, lạnh lùng thì út cám. Có nghĩa là bạn được cưng nhất ở trong nhà. Thì là cưng nhất đấy. Mặc dù là gia đình rất khó khăn trong thời điểm đấy, nhưng mà ba mẹ cũng cố gắng làm sao để con mình là được đầy đủ nhất. Ba mẹ đúng là vĩ đại. Mặc dù là có thể là ăn uống nhịn nhịn ăn cho bản thân mình, nhưng mà con cái phải được ăn uống no đầy đủ. Có hôm nào mà bán không được ấy, là mẹ cũng đi vay tiền để mua gạo cho anh em. Thậm chí là vì những cái bán không được lấy hủ tiếu đấy, cả nhà là ăn. Tôi vẫn chưa hiểu được cái sự hình dung là từ cái tôi xe hủ tiếu này, vì sao để có một vận động viên Minh Sai hiện giờ? Cái điều này mình nói là nó là cái điều may mắn đối với bản thân mình. Tại vì thời điểm đấy mấy anh em sống rất khó khăn. Cả gia đình sống ở vỉa hè. Không như cả nhà là mấy chị em là không ai đi học cả. Từng có một người là Mạnh Thường Quân, người nước ngoài, họ đến họ thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế. Thì họ có ngỏ ý giới thiệu mình vào một cái ngôi trường dành cho những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là mình được vào đấy học. 10 tuổi học lớp 1, như là thời điểm đi học rất muộn. Và khi đến năm lớp 2 bắt đầu làm bên câu lạc bộ trường đạo là Sở Văn hóa Thể thao hồi xưa ấy, họ qua họ tuyển cái lứa vận động viên cho thí dụng cụ lứa ban đầu, là Sang là một trong 30 vận động viên là được tuyển chọn. Và chính cái đó là cái điều mà nó làm thay đổi Sang và có Sang ngày hôm nay. Đây chính là con chuột Mickey. Mà con chuột Mickey này có liên quan gì đến cả hai không ạ? Bây giờ cũng chưa nhìn ra, có thể có một cái gợi ý nào đó không? Gợi ý luôn nha. Vào, mời bạn. Oh. Wow. Tư liệu rất là quý đúng không anh Sang? Không nhìn ra. Mà cái áo không có nghĩ rằng là... Ôi đó là năm Mickey bao nhiêu gái hả anh Sang? Anh là con Mickey gái. Sao lại có tấm ảnh này của mình? Chương trình là có tấm ảnh của mình, bất ngờ quá. Mà còn có cái giỏ dễ thương nữa chứ. Lúc này là bao nhiêu tuổi Sang nhỉ? Năm nay là Sang nhớ là... Đúng là cái năm mà Sang xa gia đình. Là Sang vào đội tuyển quốc gia. Và cái điều là đúng là nó thay đổi cái giai đoạn mà Sang từ vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh là được triệu tập đội tuyển năm 96. Đấy, vậy thì cái áo của các bạn ngày xưa đó là có in hình cái con chuột. Rất tiếc là bạn biên tập của chúng tôi không phân biệt được con chuột đực và con chuột cái. Đây là chuột cái. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số bức ảnh của bạn. Đố Sơn nha, Sang là bạn nào? Năm từ 4. Phải qua trái, thứ hai từ phải qua trái đúng không ạ? Thứ hai từ đây phải à? Qua trái đây. Rồi còn Trang đây, thứ ba đây, từ trái sang thứ ba đây phải không? Chồng em đâu? Người cao nhất ạ. Người cao nhất là ông thầy mà. Người cao nhất của trong nhóm mà. Trong nhóm. Thầy là thầy huấn luyện mình từ nhỏ đấy. Còn đây là Minh Sang. Lúc mấy tuổi đây ạ? Cái này Sang mới là 11, 12 tuổi thôi. 11, 12 tuổi. Hơi nhỏ con ha, ở thời điểm đó. Thời điểm nó nhỏ lắm. Thí dụng cụ nó phù hợp nhất là từ 5 đến 6 tuổi. Cùng lắm là 6 đến 7 tuổi thôi. Nhưng tại vì cái người mình lúc đấy tuy là 10 tuổi, 9, 10 tuổi, nhưng mà cái người mình giống như đứa bé mà 6, 7 tuổi. May mắn là được tuyển chọn vào. Tiếp theo là hình ảnh của Sang. Ủa? Rồi. Sao Sang xinh xắn thế? Đây là Hà đấy. Hà lúc này là mấy tuổi em? Wow. Lúc này là em 13. Lúc đấy là em đạt được huy chương đồng. Đây là cái SEA Games đầu tiên mà em và anh Sang đều đi cùng nhau.
Năm 2001 tại Malaysia. Tức là chúng ta chỉ biết nhau thôi. Chỉ biết nhau chỉ lúc này chỉ mới biết nhau thôi chứ chưa nói chuyện với nhau nhiều. À, xinh thế. Chứ mà lúc yêu quá. Cái điều đặc biệt của cái SEA Games này là khi mà em được cái tấm huy chương đầu tiên của cái SEA Games này thì đúng ngày hôm đấy là ngày sinh nhật của em. Và em được ban tổ chức mời lên trên nhà thi đấu và đứng trên cái bục số 1 ấy ạ. Xong cả cái nhà thi đấu đấy họ đứng lên họ hát sinh nhật. Sang có đứng lén lén ở khán đài hát happy birthday chúc mừng sinh nhật Thu Hào. Cái là hai nhà thi đấu là khác nhau. Thí dụ dụng cụ thi xong sau đấy mới đến thể dục nghệ thuật. Mà cái điều rất là trùng hợp. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại rất là trùng hợp. Thời điểm đấy Sang cũng được tấm huy chương đồng đầu tiên. Cái định mệnh là sắp đặt là gặp nhau rồi đó. Nhưng mà chưa có ấn tượng gì về nhau lắm. Đúng rồi. Đúng không? Mới đi thi lần đầu tiên thôi.